Bậc thầy Tử Vi phương Đông tiết lộ, 6 con giáp đang nợ ngập đầu bỗng được thần tài ban lộc, chúng số hai lần liên tiếp trả sạch nợ nần, mua nhà lầu, sắm xe sang, đổi đời đại gia, giàu nứt đố đổ vách, trong ngày 23 tháng 6 âm lịch năm 2024. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông, quý vị thân mến, nhiều người tự hỏi rằng tại sao mình làm việc chăm chỉ, cố gắng như vậy mà nghèo khó vẫn hoàn nghèo. Cơm lo từng bữa thiếu thốn đủ đường Họ lại thầm trách ông trời ban cho mình cái số phận hẩm hiu Nhờ vậy mà họ mới tìm được những cái ngày tháng tốt đẹp ở trong tương lai Vì vậy các bạn đừng nản lòng bỏ cuộc giữa chừng Trong số 12 con giáp thì có 6 con giáp có căn số phú quý đặc biệt này Trời sinh mệnh lý đắc tài đắc lộc Đấy, số này định sẵn là khi còn trẻ phải chịu nhiều khó khăn vất vả, túng thiếu đủ đường Thậm chí là bị bất công chèn ép của xã hội nhưng từ ngày 23 tháng 6 âm lịch ngày quý tỵ trở đi ấy, thì cuộc sống của họ sẽ được xuân sẻ, hanh thông hơn rất nhiều. Đường quan lộ thì hanh thông, tiền bạc nó cũng ùn ùn kéo đến. Thêm một tuổi lại có thêm cái sự sung túc giàu sang nhất định. Và trong ngày 23 tháng 6 âm lịch tới đây ấy, thì sáu con giáp này sẽ có được một cái cuộc sống đủ đầy hơn, viên mãn hơn, sung túc hơn, mười phân vẹn mười. Vậy thì sáu con giáp may mắn hết phần thiên hạ đó là ai? và cụ thể là những tuổi nào. Để biết được mình có thuộc trong 6 con giáp may mắn đó hay không, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những cái phân tích chi tiết của tử thông trong ngày hôm nay để quý vị cùng nắm bắt được cái vận thế và có những cái bước đi đúng đắn giúp cho mình có được cái sự phú quý giàu sang quý vị nhé à, quý vị thân mến à, con giáp may mắn đầu tiên được trời thương Phật độ trong cái ngày 23 tháng 6 âm lịch tới đây ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi mão à, quý vị thân mến những người tuổi mão là con giáp thành thật đa phần họ đều là rất lương thiện và tốt bụng dễ tin theo những cái lời của người khác để coi người khác dễ coi người khác là người thân thiết của mình kể cả khi là bị người khác gây khó dễ đi chăng nữa thì họ cũng thường không so đo tính toán mà chỉ cười cho qua chuyện Nói chung ấy, họ là một trong những con giáp cực kỳ biết khoan dung và độ lượng, khiến cho nhiều người cảm thấy khâm phục và muốn kết giao. Họ đối xử với mọi người một cách là thật lòng, một khi mà đã coi ai đó là bạn thì họ luôn gì quan tâm lo lắng cho người ấy, nghĩ đến cả những cái điều mà người ấy chưa từng nhận ra. Nhờ vậy mà nhiều người cũng sẽ chọn cách đối xử thật lòng với những người tuổi Mão, chỉ cho họ những cái đường đi nước bước đúng đắn trong tương lai. Và trong cái ngày 23 tháng 6 âm lịch ngày Quý Tỵ này, trong vận trình của 12 con giáp thì những người tuổi Mão được thực thần nó trợ mệnh, nó mang lại cho những người tuổi Mão một cái tâm trí sáng suốt. Các bạn sẽ có xu hướng sắp xếp lại quá khứ và giải quyết những cái chuyện đã qua. Nói chung ấy, trong thời gian này thực thần nó chiếu mệnh, nó cũng sẽ giúp cho quý vị có được cái lộc ăn uống và trong thời gian này các bạn cũng sẽ được người thân bạn bè mời đi ăn đi chơi hay là mời đi du lịch. Hoặc là gì? Mời đến giao lưu kết giao thêm được những người bạn mới Từ đó cũng sẽ mở ra cho các bạn những cái cơ hội kiếm tiền Những cái cơ hội làm giàu, những cái cơ hội kết giao Tìm kiếm thêm được nhiều đối tác, nhiều khách hàng đầy triển vọng Và cái sự giàu sang phú quý cũng đang nằm trong tầm tay của những người tuổi mão Bên cạnh đó, cái thực thần nó cũng sẽ giúp cho những người kinh doanh, những người làm nghề tự do hoặc là những người buôn bán, những người đầu tư ấy cũng sẽ có được một cái vận may tiền bạc nó cứ bất ngờ nó ập đến. Đó, thêm nữa, trong cái ngày 23 tháng 6, lịch lại được cục diện ngũ hành tương sinh, nó cũng mang đến cái vận may sự nghiệp cho những người tuổi mão. Những người đi làm công sở thì cũng sẽ nhận được cái sự tin tưởng của đồng nghiệp và của cấp trên. À, những người đang thất nghiệp thì cũng có cơ may tìm được cái công việc thuận lợi cho mình. Bên cạnh đó, nhờ cục diện ngũ hành tương sinh mà nó cũng sẽ giúp cho cái vận trình tình duyên của những người tuổi mão. Thì cũng được gì hòa thuận, gia đình thì hòa thuận, vui vẻ. À, các cặp đôi thì cũng sẽ gắn kết với nhau những cái mâu thuẫn những cái hiểu lầm trước đó cũng sẽ được giải quyết một cách suôn sẻ Hanh thông và hai người càng ngày càng gắn kết với nhau có thể tính đến cái chuyện trăm năm hạnh phúc vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mão cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để được trợ vận hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão quý vị nhé. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Con giáp may mắn thứ hai được thần tài chiếu mệnh trong cái ngày 23 tháng 6 âm lịch ngày quý tỵ không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi thân. À, quý vị thân mến, thì quý vị biết đấy những ngày tuổi thân, những người tuổi thân trong cái ngày 23 tháng 6 âm lịch ngày quý tỵ được cục diện là tị thân nó lục hợp đúng không ạ thêm nữa trong ngày hôm nay ấy, thì lại được cái sự che chở của chính ấn vậy nên tâm trạng của những người đời thân cũng sẽ được cải thiện đáng kể trong cái lúc này giúp bạn đối diện với các vấn đề trong cái đời sống bằng cái thái độ hợp lý hơn thực tế hơn thêm nữa lại được cục diện là lục hợp nó tương trợ giúp đỡ vậy nên là trong thời gian này cũng nhờ có nhiều cái quý nhân nó che chở mà chăm sự thì đều được thuận lợi sự nghiệp thì bước vào cái giai đoạn tiến triển ổn định thậm chí là có những cái bứt phá thành công rực rỡ và có cơ hội thăng tiến cao hơn nữa ở trong tương lai à, các bạn cần phải chủ động nắm bắt lấy cái cơ hội của mình các bạn nhé bên cạnh đó các mối quan hệ với đồng nghiệp với cấp trên với bạn bè với đối tác thì cũng hài hòa tạo điều kiện thuận lợi để cho sự nghiệp lúc này có những cái bước nhảy vọt hơn nữa thêm nữa cái lục hợp nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi thân biết nhìn xa trông rộng sẵn sàng nhường nhịn ai đó để mà uh, giúp cho cái mối quan hệ nó được hòa khí hơn. Nhờ có cục diện lục hợp nó che chở mà đời sống tình cảm của những người tuổi thân trong thời gian này cũng sẽ được hanh thông thuận lợi. Những người độc thân thì dễ tìm được cái bạn đời như ý muốn, khiến các bạn không còn phải suy nghĩ hay là những chăn trở trước nữa. Các bạn luôn hướng đến cái tương lai tốt đẹp trong khoảng thời gian này và các bạn cần giữ cái thái độ tích cực, giữ cái lý trí tỉnh táo để mà có những cái lựa chọn phù hợp quý vị nhé và bên cạnh đó được cục diện lục hợp nó che chở vậy nên trong thời gian này cái sức khỏe của những người tuổi thân cũng sẽ được ổn định hơn à, dù công việc có nhiều áp lực đến mấy đi chăng nữa thì các bạn cũng gì cần phải cân đối giữa chế độ nghỉ ngơi hợp lý và làm việc một cách khoa học tránh để cho tình trạng là suy kiệt sức khỏe khi mà quý vị làm việc trong cái tình trạng là mệt mỏi ấy, thì thứ nhất là cái hiệu quả công việc nó kém thứ hai là dễ gây ra những cái sai lầm và đôi khi phải bỏ tiền túi ra mà để đền bù thiệt hại vì vậy, quý vị cũng cần phải cân đối giữa sức khỏe và công việc quý vị nhé. Và để hóa giải những hung tinh và mang lại cái may mắn cho mình ấy, và để được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân, tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân quý vị nhé. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo thần tài cũng sẽ gọi tên con giáp may mắn thứ ba trong ngày 23 tháng 6 âm lịch ngày quý tỵ thì không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi tuổi ngọ. À, thưa quý vị, nói chung ấy trong cái ngày 23 tháng 6 âm lịch ngày quý tỵ thì những người tuổi Ngọ được thiên tài nó chiếu mệnh nó ghé thăm, nó mang đến nhiều cái tin vui về vận trình tài chính cho những người tuổi Ngọ. Giúp các bạn có thêm thu nhập. Đấy, nhiều người còn mua thêm tài sản, sắm nhà, tậu xe hoặc là gì? À, cũng có thể là cho vay tiền và thu được những lãi suất cực kỳ đáng kể. Có người còn may mắn lại được gì có cơ hội trúng số đổi đời, có người thì được người thân cho tiền hay là thậm chí hỗ trợ tiền mà không mong hoàn lại thời gian này công việc của những người tuổi ngọ cũng càng trở nên thuận lợi hơn may mắn hơn và các bạn cũng đang có nhiều cái cơ hội thế nhưng à, các bạn vẫn luôn chăm chỉ nỗ lực đấy cần cù chịu khó nhờ thế mà những người tuổi ngọ có khả năng được thăng tiến hơn nhiều và sẽ nhận được cái sự khen ngợi từ cấp trên hay là từ đồng nghiệp bên cạnh đó cái cục diện tam hội là tỵ ngọ mùi ấy, nó cũng đưa tới cho những người tuổi ngọ nhiều cái cơ hội giao tiếp với mọi người xung quanh cái điều này có lợi cho bản thân giúp cho những người tuổi ngọ ấy, có thể là học hành hay là khám phá thêm được những cái lĩnh vực mới, cũng như là kết giao thêm được nhiều người bạn mới, tìm kiếm được nhiều cái khách hàng tiềm năng cũng như là cái đối tác đầy triển vọng. À, vậy vậy nên là gì? Cái cơ hội thăng tiến, cơ hội thăng quan tiến chức, cơ hội đổi đời giàu có cũng đang nằm trong tay các bạn, các bạn nhé. Bên cạnh đó, cái đời sống hôn nhân của những người tuổi ngọ thì hạnh phúc, vợ chồng thì hòa hợp, có cái sự cảm thông và chia sẻ thì cái việc gì cũng có thể giải quyết một cách ổn thỏa được. Thêm nữa. Trong thời gian này, cái vận đào hoa của những người tuổi ngọ đang độc thân ấy cũng khá là vượng. Nhân cái cơ hội này thì các bạn có thể tìm kiếm cho mình một cái đối tượng phù hợp. Với những người mà đã được từng bị tổn thương trong cái chuyện tình yêu, thì đây là cái dịp tốt để quý vị mở rộng trái tim để đón nhận tình cảm mới. Hãy cho đi và các bạn cũng sẽ nhận lại được những cái phần thưởng xứng đáng. Thêm nữa, trong thời gian này, các cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương, ấy, mặn nồng ấy, thì có thể tính đến cái chuyện là ra mắt gia đình hai bên hay là gì tính toán đến cái chuyện hôn nhân. Yêu quá lâu trong thời gian dài thì có thể gây ra cái sự nhàm chán Vậy nên quý vị hãy tìm cái cơ hội để thăng cấp cái tình yêu của mình lên các bạn nhé à, Trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc và bảo vệ những cái thành quả mình đang có Thì những người tuổi ngọ hãy luôn nhớ nhé Mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ quý vị nhé đó là con giáp may mắn thứ ba tiếp theo thần tài gọi tên con giáp thứ tư trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi sửu à, thưa quý vị trong cái ngày 23 tháng 6 âm lịch ngày quý tỵ thì những người tuổi sửu được cục diện tam hợp là tỵ dậu sửu nó tương trợ nó giúp đỡ vậy nên trong thời gian này cái vận trình công việc sự nghiệp của những người tuổi sửu thì có nhiều cái biến đổi nhưng mà đa phần là theo cái chiều hướng tích cực. Cái vận quý nhân của các bạn trong thời gian này cũng đang làm vượng. Đi đến đâu thì cũng được người yêu kẻ mến. Cái điều này nó rất có lợi cho những cái người mà đang có ý định chuyển đổi công việc hay là gì? Thay đổi cái môi trường làm việc mới. Với cái sự hậu thuẫn của quý nhân thì các bạn cũng sẽ nhanh chóng thích nghi và được tạo điều kiện để mà phát triển hơn nữa trong tương lai. À, thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái ngày 23 tháng 6 âm lịch này công việc nó thuận lợi hanh thông vậy nên cái phương diện tài lộc của những người tuổi sửu cũng có những cái khởi sắc nhất định nhờ có thiên tài nó chiếu mệnh nữa những người làm ăn kinh doanh cũng sẽ có nhiều cái cơ hội để thâu thu về cái tiền tài cái tài lộc đấy những người làm công ăn lương thì cũng sẽ có được những cái khoản thưởng nóng nhất định nói chung ấy chuyện tình hình buôn bán kinh doanh thì cũng khả quan hơn à, và doanh số thì nó cũng tăng mạnh trong thời gian này một số người còn may mắn là có cái cơ hội là trúng số đổi đời nữa Vậy nên là nó lại càng mang lại cho những người tuổi xíu Cái vận may về tài lộc trong thời gian này Bên cạnh đó Thì trong thời gian này Được cục diện tị dậu sửu nó tam hợp Nó cũng sẽ thúc đẩy cái vận trình của những người tuổi xíu Về tình cảm ấy cũng được hanh thông thuận lợi Cái chuyện tình yêu đôi lứa Nó cũng sẽ xuất hiện Được tam hợp giúp đỡ Lại được cục diện là gì? Tị hỏa sinh cho sửu thổ Vậy nên là những người độc thân thì dễ tìm thấy cái cơ hội tình cảm và làm mới cái mối quan hệ của mình. Bên cạnh đó, cái cục diện là ngũ hành tương sinh ấy nó cũng gì tương trợ để cho cái vận trình của những người tuổi sửu diễn ra được thuận lợi hanh thông hơn sức khỏe của quý vị cũng được cải thiện một cách đáng kể à, nhiều người còn chữa được cái bệnh và sắp trở lại cuộc sống bình thường Đó. vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn trong cái vận trình của mình và gia tăng thêm cái tài lộc thì những người tuổi sửu hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu để được trợ mệnh hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi xíu quý vị nhé. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm được thần tài giới thiệu trong chương trình ngày hôm nay ấy, đó chính là những gia chủ tuổi dậu. À, thưa quý vị, nói chung ấy trong cái ngày 23 tháng 6 lịch ngày quý tỵ này thì những người tuổi Dậu cũng được cục diện là tam hợp là tỵ Dậu sửu nó tương trợ nó giúp đỡ. Vậy nên trong thời gian này ấy, thì những người tuổi Dậu cũng sẽ gặp nhiều cái may mắn trong công việc. À, quý nhân cũng sẽ luôn song hành đưa đường chỉ lối và giới thiệu cho những người tuổi Dậu những cái cơ hội làm ăn cực kỳ đáng quý. Bên cạnh đó những người tuổi Dậu lại được thiên ấn nó tương trợ nó giúp đỡ, nó giúp cho những người tuổi Dậu dám đối đầu với những khó khăn khi mà các bạn hoàn toàn tin tưởng vào cái năng lực của mình lúc này thì những người tuổi Dậu cũng nên chú ý về các kế hoạch liên quan đến công việc và với sự tương trợ của tam hợp nữa, đâm ra là đời sống tình cảm của những người tuổi Dậu cũng có được nhiều cái thuận lợi hanh thông xuân sẻ hơn bao giờ hết. Những người độc thân thì có thể gặp may trong cái chuyện tình duyên. À, trong thời gian này ấy, nhờ có quý nhân tương trợ giúp đỡ, vậy nên là cái chuyện tình cảm của những người tuổi Dậu thì cũng được ổn định. Những người đã có đôi có cặp thì khá là hòa thuận. Thì đây cũng là cái khoảng thời gian đáng để cho các bạn trân trọng và tạo nhiều cái kỷ niệm bên nhau. Đó. Ngoài ra, à, vì các mối quan hệ của bạn đang có xu hướng phát triển rực rỡ trong tháng này, nên là quý vị cũng cần phải gì có một cái khoảng cách chất tịnh đối với những người khác giới quý vị nhé. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc và bảo vệ những cái thành quả mình đang có, thì những người tuổi dậu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị, dậu, xíu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dậu. Đó là con giáp may mắn thứ năm. Tiếp theo con giáp may mắn thứ sáu trong chương trình ngày hôm nay đó chính là những gia chủ tuổi mùi. À, những người tuổi mùi trong cái ngày 23 tháng 6 âm lịch được cục diện là tị ngọ mùi là cục diện tam hội nhờ có cục diện tam hội nó tương trợ nó giúp đỡ nó xuất hiện mà nó cho phép những người tuổi mùi tìm ra cái lối đi mới cái hướng đi mới cho cá nhân cái điều quý vị có thể điều chỉnh lại cái cách giao tiếp thể hiện bản thân của mình một cách tốt nhất và các bạn nên cũng chú ý đến các mối quan hệ với đồng nghiệp với cấp trên để được cái sự hỗ trợ toàn diện tốt nhất thêm nữa cái cục diện lục hợp Thêm nữa, cái cục diện tam hội này nó cũng sẽ mang lại nhiều cái cơ hội làm ăn kinh doanh, mở ra những cái mối quan hệ cực kỳ hữu ích, cực kỳ có lợi cho những người tuổi mùi. Vậy nên quý vị hãy tranh thủ cái thời gian này, tích cực giao lưu, tích cực gặp gỡ các bạn nhé. Bên cạnh đó, lại được cục diện là tị hỏa nó sinh chiêu mùi thổ. Vậy nên trong thời gian này, nó cho thấy là sức khỏe của những người tuổi mùi cũng khá là tốt, các bạn luôn tràn đầy năng lượng. Cái sự tích cực này cũng sẽ giúp cho các bạn gì lan tỏa cuộc sống trong cộng đồng cũng như là gì nhờ vậy mà được mọi người xung quanh à, cái vận trình của họ cũng sẽ tốt lên thêm nữa những người tuổi mùi trong thời gian này cũng khá là vượng vận đào hoa và các bạn đặc biệt là những người độc thân ấy thì các bạn có thể nhanh chóng tìm được cho mình những cái người phù hợp thông qua những buổi gặp gỡ giao lưu vậy nên các bạn hãy cứ tự tin thể hiện cái điểm mạnh của bản thân chắc chắn các bạn cũng sẽ thu về được cái ánh nhìn của nhiều người khác giới một khi mà đã có tình cảm với ai thì các bạn cứ mạnh dạn bày tỏ nhé, đừng chần chừ do dự kéo lại gì, bị rơi vào tay người khác. Thêm nữa, các cặp vợ chồng trẻ trong thời gian này thì đôi bên ngày càng bao dung và thấu hiểu cho nhau nhiều hơn. Hai người không còn xảy ra những cái tranh chấp vì những cái chuyện vụt vặt nữa mà cùng nhau nỗ lực xây dựng cái hạnh phúc. Đấy. Và để đạt được cái may mắn thành công hơn trong tương lai thì những người tuổi mùi cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để được trợ vận hậu thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mùi. Đó là con giáp may mắn thứ sáu. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 23 tháng 6 âm lịch ngày quý vị. Và trong ngày 23 tháng 6 lịch ngày quý vị, chúng ta có 6 con giáp được thần tài gọi tên, đó là những tuổi sau. Một là tuổi Mão, hai tuổi Thân, ba tuổi Ngọ, bốn tuổi Sửu, năm tuổi Dậu và sáu là những người tuổi Mùi. Đó là năm con giáp được thần tài gọi tên trong ngày 23 tháng 6 âm lịch năm 2024 nó Giáp Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo xin cảm ơn